Ngày 5 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương 60 ngày. Đến nay, bị can Hằng đã bị tạm giam 13 tháng kể từ khi bị khởi tố bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Theo cáo trạng, tháng 3 năm 2021 đến ngày 23 tháng 3 năm 2022, Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 tài khoản YouTube, Facebook, TikTok, tổ chức nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp và đăng tải nhiều bài viết với nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, xúc phạm tới uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân. Những người bị xúc phạm gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đặng Thị Hằng Ni, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà. Quá trình điều tra, bị can Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên. Ngày 5 tháng 5, ông Huỳnh Minh Khởi, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 8 bị can là nhân viên công ty bảo vệ Lucky về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 26 tháng 4, tại cảng biển quốc tế An Thới, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, xảy ra cuộc xô xát giữa hàng trăm người dân là những hộ kinh doanh tại đây với nhóm nhân viên của công ty bảo vệ Lucky do công ty trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Namas An Thới thuê. Nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát xuất phát từ việc các hộ kinh doanh không đồng ý bàn giao mặt bằng và phản đối giá dịch vụ do công ty Namas ban hành khi tiếp quản khai thác cảng từ ngày 27 tháng 4. Sau khi sự việc xảy ra, công an thành phố Phú Quốc đã triệu tập 17 người, chủ yếu là nhân viên của công ty bảo vệ. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phú Quốc, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành làm rõ vai trò hành vi của một số người dân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngày 5 tháng 5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Phương Thảo, sinh năm 2004, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thảo được cho là chủ mưu trong vụ nữ sinh, sinh năm 2009, học sinh của một trường trung học cơ sở thuộc huyện Tam Bình, bị đánh hội đồng phải nhập viện. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, nạn nhân bị Thảo và nhóm người đánh đập vào khoảng cuối tháng 12 năm 2022. Tiếp đó, đến ngày 31 tháng 1 và ngày 23 tháng 2 năm 2023, nhóm người của Thảo tiếp tục đánh nạn nhân tại đoạn đường vắng, khu vực gần công viên khu dân cư Phú Ninh thuộc xã Sông Phú, huyện Tam Bình. Tại cơ quan công an, Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, tài xế điều khiển xe bán tải đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây mới đây đã bị đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 lập biên bản xử phạt 17 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 6 tháng. Trước đó, vào lúc 14 giờ 17 ngày 3 tháng 5, tài xế sinh năm 1978, trú tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, điều khiển xe bán tải trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đến km 11+800, tài xế cho xe chạy ngược chiều với tốc độ cao theo hướng thành phố Phan Thiết đi Dầu Dây. Trình bày với cơ quan công an, tài xế này cho biết do không biết đường nên đã điều khiển phương tiện chạy ngược chiều. Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 4 tháng 5, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện xe máy lưu thông trên đường Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Bảo Lộc có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu yêu cầu kiểm tra. Người đàn ông điều khiển xe máy quay đầu xe bỏ chạy. Lúc này, Trung tá Nguyễn Đắc Thủy, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự đang làm nhiệm vụ, ra tín hiệu dừng xe. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, người đàn ông vẫn lao xe vào Trung tá Thủy. Cú va chạm khiến Trung tá Nguyễn Đắc Thủy bị hai vết thương hở ở tay phải, dài khoảng 8cm, rộng 2cm và chân trái mất nhiều máu. Qua kiểm tra, người đàn ông không chấp hành hiệu lệnh là Hồ Cao Thắng, 63 tuổi, ngụ tại phường Bê Lao, thành phố Bảo Lộc. Kiểm tra hơi thở ông Thắng có nồng độ cồn là 0,317mg một lít khí thở. Ngày 5 tháng 5, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị vừa nối thành công cho một bệnh nhân tự cắt cổ quý. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 5, bệnh nhân 43 tuổi, trú tại huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông,
được người nhà đưa vào viện trong tình trạng bị đứt lìa sát gốc toàn bộ dương vật với tinh hoàn, mất máu nhiều. Phần dương vật bị đứt lìa được ướp đá đem theo. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, ekip bác sĩ tiến hành phẫu thuật khâu nối dương vật và các mạch máu bị cắt đứt lìa. Sau gần 2 giờ, ca phẫu thuật ghép nối dương vật đã thành công, bệnh nhân có diễn biến tốt. Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo tình trạng vi phạm khi sử dụng hóa đơn. Nguyên nhân do một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của chính sách thuế để mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, có hành vi gian lận khi sử dụng hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế. Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý người nộp thuế những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và trong lĩnh vực hóa đơn chứng từ thường gặp như sử dụng hóa đơn chứng từ giả, sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký với cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn chứng từ khống, hóa đơn không phản ánh đúng giá trị thực tế phát sinh. Lưu ý người mua hàng hóa dịch vụ chỉ nhận hàng và kê khai đúng với thông tin trên đơn đặt hàng, đồng thời thường xuyên truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn và app mobile tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế để tra cứu đối soát hóa đơn, kịp thời phát hiện hóa đơn không hợp pháp.